Thưa quý vị, hôm nay rãnh áp thấp sẽ dịch chuyển dần lên phía Bắc và suy yếu dần. Vì thế Bắc Bộ giảm mưa nhanh, trưa chiều nhiều nơi trời chuyển nắng. Vì thế nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng sẽ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc nhiệt độ thấp hơn một chút, ở ngưỡng từ 30 đến 32 độ. Dự báo từ ngày mai trở đi, ngày 17 tháng 6, khi rãnh áp thấp suy yếu dần, vùng thấp nóng phía Tây mở ra thì lúc đó miền Bắc sẽ xảy ra nắng nóng trở lại. Quá trình dịch dần lên phía Bắc của rãnh thấp cũng khiến cho miền Trung giảm mưa. Dự báo trong ngày hôm nay nắng nóng sẽ mở rộng hơn ở Trung Bộ. Suốt một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên đồng loạt có nắng nóng trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Khu vực vùng núi phía Tây như tại Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà, Nam Đông, Tam Kỳ và cả Sơn Hòa có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 38 độ. Ở phía Nam, hôm nay gió mùa Tây Nam vẫn tiếp tục hoạt động với cường độ yếu, vì thế Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng sớm và duy trì cả ngày. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên từ 30 đến 32 độ, trong khi đó ở Nam Bộ nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 33 đến 35 độ. Về chiều tối, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông, diện mưa dưới 1/2 diện tích khu vực. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa duy trì gió nam đến tây nam ở mức cấp 4 đến cấp 5. Mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi, tầm nhìn xa thoáng đãng. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.